Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Hôm nay là kể cho các bạn nghe năm câu chuyện tâm linh có thiệt, có những bạn từng trải qua, từng chứng kiến gửi về cho mình và mong muốn mình chia sẻ với mọi người. Những bạn gửi chuyện cho mình có thể gửi qua Gmail, qua Facebook tại đây nè. Những bạn ủng hộ mình có thể gửi vào các link ủng hộ bên dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy vậy thôi chứ mình thật sự rất là nhiều gấu bông. Hình như là tầm mười mấy con. Đáng sợ không? Quá nhiều gấu bông luôn á. Bữa nào mình sẽ show hết cho các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta vào chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là của bạn Phi Yến gửi về cho mình. Bạn này kể chuyện xảy ra hồi tháng 4 2019. Nhà bạn là nhà ở dưới quê, nhà chỉ có ba người thôi, bạn, ba và mẹ. Thì cái khoảng thời gian đó ba bạn không ở nhà, phải đi trực đêm ở trên trường, tại vì lúc đó bảo vệ xin nghỉ nên phải thay là giáo viên nam, nhưng mà có trả thêm lương nha, ba bạn mới hăng hái đi như vậy. Thì cái hôm đó hai đứa cháu của bạn á, nó qua nhà nó ngủ với bạn. Nhà bạn có hai phòng, nhưng mà khi cháu qua bạn thấy phòng bạn quá nhỏ đi. Thôi nói là cháu nhưng nó nhỏ hơn bạn tầm 2-3 tuổi thôi, có thể xưng bạn bè được luôn á. Thì bạn mới quyết định là rủ tụi nó ra đằng trước nhà để ngủ. Cái giường đằng trước nhà là của ông bà bạn hồi xưa. Ông bà bạn ngủ ở đó nhưng mà mất rồi, thì ba bạn cũng hay ngủ đêm ở đó nữa. Thì bạn thấy là nó rộng quá, thôi ba cô cháu ngủ đây là ok luôn. Tối đó là tầm 8 giờ, bạn kêu tụi nó lên giường đi. Bạn đi kiểm tra tất cả các cửa nẻo này kia hết, rồi bạn sẽ lên ngủ với tụi nó. Thì tụi nó lên trước, bạn đi kiểm tra, bạn nhớ là bạn đóng cửa sổ rồi, cửa phòng khách rồi, cửa chính rồi, là cửa sau đóng hết rồi đó. Mẹ bạn á, thì tối đó ngủ trong phòng. Thì nói sơ về cái phòng khách này một xíu, phòng khách này của nhà bạn y chang những phòng khách nhà khác thôi. Phòng nó có một cái bàn thờ chính giữa, đối diện đó là một cái cửa ra vào cửa chính của nhà. Và cái giường này rất là to, giường gỗ đặt sát vách bên phải. Cái vách đó nó có một cái cửa sổ, và cửa sổ này gia đình bạn có may một cái tấm màn cho nó nữa. Thì ba cô cháu tối đó nằm xếp vị trí là bạn nằm chính giữa, đứa cháu A, xong rồi bạn, rồi đứa cháu B. Cái tối ngủ nói chuyện hơi là tầm 10 giờ bắt đầu ngủ rồi. Ngủ cho đến tầm khuya bạn bị giật mình. Tại vì bạn lạnh quá, bạn đi tìm mền để đắp á. Lúc bạn mở mắt ra là cái phòng khách nó tối thui à, chỉ có đèn trên bàn thờ ông bà thôi. Vì á, ở nhà trước này nó ít ổ điện quá nên bạn không có cắm điện đèn ngủ. Thấy đèn ông bà giống như bóng đèn cà nai vậy đó, nó cũng vàng vàng rồi. Có ánh sáng ngủ là may rồi, chứ ngủ ở trong tối không á, sợ là sẽ mệt. Thì có một số bạn sẽ gặp cái triệu chứng là nếu mà ngủ trong màn đêm hoàn toàn, các bạn đó sẽ khó thở lắm, như triệu chứng tâm lý thôi. Cái bạn thức dậy, bạn thấy là lạnh quá, đi tìm mền. Rồi khi bạn kéo cái mền xong, bạn nằm yên vị trí như nào, thì bạn mới để ý rằng là ủa, cái tấm màn ở bên cửa sổ làm gì nó cứ bay lên bay xuống phấp phới vậy ta. Bạn biết là có gió, nhưng bạn nhớ là bạn đã đóng cửa sổ rồi, làm gì mà cái màn nó bay phấp phới như gió lùa vô vậy. Thì bạn mới ngồi dậy. Ngồi dậy rồi bạn thấy đứa cháu của bạn nó đang ngủ á, bạn sợ là kiểu mà nhướng người qua mà đóng lại á thì có thể là đụng nó sẽ thức. Bạn mới đứng lên hoàn toàn luôn. Xong rồi bạn bước sang nó một bước và bạn kéo cái màn ra để coi mình đóng cửa sổ sáng chưa á. Thì bạn thấy ở ngoài cửa sổ á là bên hông nhà bạn nó có một cái sào đồ nha. Thường á ba bạn đi ruộng về sẽ cởi cái áo và kiểu mà nhúng nước sơ, áo sơ mi màu trắng á, treo trên cái chỗ sào đồ đó mà chiều tối là mẹ sẽ lấy vô. Nhưng bây giờ tự nhiên có cái áo màu trắng và chỉ thấy được cái thân hình thôi, không có cái đầu nha, không có cái chân luôn, nhưng mà thấy được hai cái tay, kiểu tay dày á. Nhưng mà bạn thấy là cái người đó có cái ngực, tức là phụ nữ. Và ủa, ba bạn mặc áo sơ mi phơi thì nó cũng đâu có thể hiện rõ một cái thân hình như vậy đâu, và nó cứ phấp phới gì hoài luôn. Thường là bạn rất là nhẹ vía, bạn nhìn những cái hình ảnh đó là bạn sẽ ám ảnh và bạn nhớ hoài, bạn sợ lắm. Nhưng cái đợt này bạn nhìn không có sợ, bạn cứ nhìn chăm chăm vậy thôi. Sau đó thì bạn để cái màn xuống, bạn không đóng cửa sổ luôn. Bạn cứ đứng hình kiểu 3-5 giây và suy nghĩ, hồi nãy mình thấy cái gì vậy ta. Rồi bạn mới dở ra một lần nữa. Thì bạn thấy lúc này cái áo, hồi nãy nha, cái thân hình của cái người đó quay là kiểu quay về cái phía nhà đằng trước bạn á, nhưng mà bây giờ thì người đó kiểu nguyên cái thân hình quay đối diện bạn luôn. Thì tự nhiên lúc này á, bạn sởn hết chân da gà luôn. Gió thì nó cứ phấp phới làm cái màn hồi nãy bạn dán ra rồi nha, nó vẫn nghe tiếng dù dù dù. Bạn mới quéo, bạn thả cái màn xuống lại, bạn để nó vậy nha. Thì bạn mới đi bật đèn. Đi bật đèn rồi vẫn chưa cảm giác là sợ hãi giống như đã từng gặp như lúc trước đâu. Mà tự nhiên lúc này bạn rất là bình thản, bạn chỉ có sởn da gà thôi. Bạn mới kêu hai đứa cháu bạn dậy, bạn kể cho nó nghe. Thì hai đứa cháu bạn kêu, đâu, giờ mình thử mở ra xem đi. Bạn mới nhấn mạnh với tụi nó là
chỉ thấy được cái phần cổ xuống cái phần đầu gối thôi nha, còn chân không có thấy đâu. Thì thấy có hai cái tay nữa, nhưng mà kiểu bị tụt cục cái bàn tay á. Hai đứa cháu mình nó sợ mọi người. Lúc này á, nhắn điện thoại xem là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng thì bạn mới từ từ để dở ra, dở từ từ để kiểu mà sợ hãi á, dở từ từ đi nè. Thì đứa cháu bạn nó cứ lấp ló nó xem, nhưng mà nó kêu đâu có ai đâu, không có ai hết. Thì bạn cũng nhìn ra thật sự lúc này không còn nữa. Mà hai lần hồi nãy nha, bạn dán hai lần là có hai lần luôn, nhưng mà cái lúc này trong cái phòng khách của bạn nó không có đèn. Lúc này vừa bật đèn lên mở ra là không thấy người đó nữa. Bạn thấy rõ ràng cái người đó là người con gái chắc luôn, có cái ngực á, nhưng mà không có cái đầu và không có cái phần chân ở dưới, mà hai cái tay như bị cục bàn tay nữa chứ. Ghê gì. Bà đừng cứ ngồi nói qua nói lại đó. Thì lúc này vẫn đang dán mày nha, tự nhiên một cái làn gió nó thổi vô một cái. Tại vì lúc này nhìn ra ngoài nó tối thui thôi, nó tối thui luôn. Hồi nãy bạn thấy được là do cái áo của người con gái nó mặc là màu trắng. Các bạn mới thả màn xuống và kêu tụi nó thôi đi ngủ lẹ rồi tắt tắt đèn đi đi ngủ. Thì tối hôm đó ngủ tới sáng luôn, vẫn không có mơ là bị chuyện gì xảy ra hết. Tới hiện tại là cũng không có thấy nữa, chỉ một lần duy nhất đợt đó thôi, có ba dì cháu của bạn thôi. Nói có thể nha, là cái người đó con gái đó chỉ nhát thôi chứ không vào nhà được, tại vì cái bàn thờ của gia đình bạn đặt ở trước nhà luôn, ông bà tổ tiên, nên chỉ có thể là nhát xung quanh nhà thôi. Câu chuyện thứ hai ngày hôm nay là cô Kim Ngân gửi về cho mình. Kim Ngân kể là chuyện này xảy ra ở Tây Ninh, thì quê ngoại của em ở Tây Ninh. Cái đợt đó là ông của em bị bệnh nặng lắm, nên mẹ quyết định là sẽ lên Tây Ninh á, chăm bệnh cho ông. Thì trong những ngày đầu á, ông bình thường không sao hết, bệnh là kiểu người già bệnh thôi. Thì đột nhiên có một hôm á, buổi trưa nha, bữa đó ông em không có chịu ăn, rồi ông em nói là dạo này á, tao thấy tối nào cũng có nhỏ con gái hay con trai á, mà tao không thấy nó rõ đâu. Nó mặc đồ màu đen rồi màu trắng rồi màu đỏ nữa, nó đi trên nóc nhà, nó đi trên tường như nè, rồi nó đi xuống xung quanh giường tao, nó đi xung quanh như nè, rồi á nó đi ra đằng sau, rồi nó đi ra đằng trước, nó đi nó làm tiếng ồn tao không ngủ được luôn. Rồi mày đuổi nó đi đi, mày đừng có cho nó ầm ồn nữa, khuya nào cũng vậy chứ tao không có ngủ được. Mẹ nghe xong câu đó cái mẹ cứ chăm chăm nhìn ông ngoại nè, hỏi ba thấy gì không. Thì ông nói là tao thấy lâu rồi, tao không phải là mới thấy một hai ngày đâu, tao thấy nó cả tuần nay rồi, nó tối nào nó cũng đi chứ, mà nó đi thôi, cái nó đứng nó nhìn, cái nó đi tiếp. Thì mẹ bạn biết là có chuyện gì rồi đó. Tầm 2 tuần sau là bắt đầu ông bệnh nặng hơn, có dùng một số biện pháp như là dâu tằm hay này kia để xung quanh giường ông luôn, nhưng mà cái bệnh tình không có khỏe hơn mà càng ngày càng nặng. Do là ông cũng lớn tuổi rồi mới quyết định là đưa ông vào bệnh viện điều trị. Thì ông lại như một người khác mọi người, ở nhà thì ông không chịu ăn nha, lên tới bệnh viện giống như ai mượn xác hay nhập vô ông vậy. Ông ăn gấp 3 lần bình thường mà đòi ăn thịt ăn cá thôi. Ông là đạo cao đài không có được ăn thịt, mà lúc đó ông đòi ăn dữ lắm, ăn cơm ha, ai ngờ ông bệnh đâu, ăn hả 3 4 tô nguyên một ngày luôn. Lúc đầu là mẹ thấy ăn vậy tưởng là ba khỏe rồi mình cũng đỡ lo, nhưng mà cái việc ăn của ông không thể kiểm soát được á, cái mẹ lo mẹ không cho ăn nhiều nữa. Ông bắt đầu đỏ mặt mày lên, giận giận đùng 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 gì đó. Thì sau đó cũng giảm bớt là không có còn đòi ăn nhiều nữa. Thay vào đó là ông bạn á, 3 giờ sáng tự nhiên đang ngủ nằm giường trong, mẹ nằm giường ngoài để canh ông. 3 giờ sáng phòng tắt đèn rồi, chỉ có người nhà bệnh nhân đang ngủ hết trơn. Tự nhiên ông bật dậy, nhảy cả tưng cả tưng cả tưng gì nè, rồi nhảy tùm lum điệu chứ á, có đợt nhảy giống như kiên thi gì đó. Rồi mẹ mới bắt ông kiểu mà kêu bơi 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 ngồi xuống giường đi, rồi ba ngủ đi, giờ này khuya rồi đừng có dậy, vậy là sáng mai ba mệt đó, rồi phải uống thuốc rồi bị chích thuốc nữa. Thì ông ngoại không nghe, giống như kiểu cái mặt vô hồn mà cứ nhảy đi hoài luôn. Mẹ cố đè cố đưa ông về á, mà ông ốm nhơ mà không hiểu sao mạnh lắm, không thể nào đưa luôn, phải nhờ những cái người đàn ông lực lưỡng đó, đưa ông ngoại trở lại giường. Còn những người nhà bệnh nhân ai nhìn người ta cũng sợ chứ á, người ta biết chuyện gì xảy ra mà, đặc biệt là ở bệnh viện nữa, nhiều vong lắm mọi người. Rồi tầm 12 giờ khuya, lúc mà mẹ đi ra ngoài làm công chuyện như là tắm rửa này kia rồi xong vô để chăm ông á, lúc đó là tự có ngủ rồi. Ra thấy ông đứng ở trước ban công á, tại vì phòng của ông ở trên lầu mà đứng trước ban công nhìn như nè, mình chỉ nhìn một hướng thôi nha, không cử động không nhích luôn. Mẹ cố kêu bơi bơi mà kêu hoài luôn mà lại tán luôn á. Thì ông mới tỉnh mà kiểu cũng thờ thờ lẩn thẩn lắm, mới dẫn lại vào giường. Thì khoảng một thời gian sau ông đỡ bệnh và không còn biểu hiện đó nữa, là do mẹ cúng rồi gia đình cúng ở nhà nữa mới đưa ông vào nhà. Thế thấy ông khỏe rồi cũng đỡ lo, nhưng đột nhiên là mùng 3 Tết vừa rồi á, ông bệnh tình nặng hơn và mất ngay cái đêm đó luôn. Thì gia đình có làm đám tang. Tới cái bữa gần chôn ông ngoại á, thì bà nội có điện xuống nói với mẹ là
con đem một ít giấy tiền vàng bạc á, con bỏ vô túi ba con đi xuống dưới á, ba con có tiền xài. Xong rồi tới cái hôm mà để đóng nắp quan tài để đem đi chôn á, thì ông thầy ông thấy được, tại vì có cái miếng tiền vàng bạc lòi ra, ông kêu là lấy ra ngay lập tức, không có được để chỗ đó. Mẹ hỏi là vì sao thì ông không có nói nhiều, ông nói là đạo cao đài mình không cho phép. Rồi mẹ mới lấy ra rồi mới đóng nắp quan tài đi chôn, phải xem cho kỹ nha, không được để sót miếng nào đó. Thì sau khi chôn ông khoảng thời gian mấy ngày sau không có gì xảy ra hết. Nhưng cái hôm mà mở cửa mã xong, tối đó gia đình bạn ngủ, gia đình bạn lên ở nhà ông ngoại luôn, tại vì đợi hết 49 ngày mới về lại quê. Thì tối đó bạn đang ngủ, cái bạn giật mình tại vì bạn nghe cái tiếng cửa sắt nhà ông ngoại á, ai kéo ra rất là lớn. Bạn mới lồm cồm tìm đồng hồ xem mà không biết đồng hồ đặt ở đâu á. Bạn thấy trời còn rất là khuya, nghe tiếng ve đang kêu nữa. Bạn mới xuống giường đi đằng trước coi phải chị hai mình trời sáng mà mở cửa hay không. Thường là chị hai người thức rất là sớm và chị hai sẽ mở cửa và chăm sóc mấy cái cây ở ngoài trước nhà ông á. Nhưng khi bạn ra tới á, thì cái cửa đó còn đóng mọi người, còn đóng ở ngoài trước tối thui luôn. Rồi bạn nghe cái tiếng lụp cụp ở chỗ bàn thờ của ông bạn á, bạn mới nhìn sang thì tự nhiên bạn thấy sởn da gà, một cảm giác nó lạnh kéo dài từ xương sống ra tới cái mang ốc của bạn luôn. Bạn mới nhìn ra đằng sau nhà sau á, thì tối thui à, và cảm giác có ai đứng đó vậy. Bạn mới lật chạy vô phòng á, lên giường ngủ nữa. Rồi cái chuyện đó chưa dừng lại đâu, ông bạn á tối nào cũng cho ba với mẹ bạn nghe cái tiếng đi dép Lào chứ á, thì gia đình này chỉ có một mình ông là đi dép Lào thôi. Thì sau 49 ngày gia đình bạn cũng về nhà, và về nhà thì có nó ngủ ngon hơn, không còn sợ sệt như nhà ông nữa. Ở hết 49 ngày mà bị nhát đâu mười mấy ngày rồi, ba mẹ bạn là người chịu chặn nhiều nhất, bạn kinh hoàng nhất chỉ có cái đêm đó thôi, cái đêm mà thấy việc cảm nhận như là ông ngoại đứng đằng sau nhìn bạn gì đó và cho bạn thấy. Nghĩ mà mình cũng sợ nữa không chi, tối mình ngủ bình yên mà cảm giác nó im phăng phắc nha, là mình cảm giác nó sợ hãi. Có âm thanh thì đỡ sợ hơn, các bạn có giống như mình không? Câu chuyện thứ ba ngày hôm nay là của bạn Huy gửi về cho mình. Câu chuyện này thật sự rất là ý nghĩa đó mọi người. Bạn Huy gửi về cho mình kể rằng ông bà bạn á, là cán bộ đảng viên hồi xưa tham gia chiến tranh Việt Nam nha, và kể cho bạn nghe rất là nhiều câu chuyện ở chiến trường thời đó. Nó thương tâm có, nó oai hùng có, nó hy sinh có. Thì bạn bị ảnh hưởng từ nhỏ đến lớn như vậy nên bạn rất là thích, và bạn sưu tập những cái đồ chiến tranh ông bạn đã tặng cho bạn rất là nhiều, như là vỏ đạn AK, vỏ đạn găm. Thì bạn ở là Tuy Phước, ông bạn kể hồi xưa Tuy Phước mình đó là cái chỗ tập kết cho lính Hàn, và ở sau núi như là nó có một cái căn cứ hồi xưa của lính ngụy để vũ khí đó đó, một căn cứ rất là lớn. Và lính ngụy nó mà biết người nào mà theo đảng hoặc là theo cộng sản, là người cộng sản, nó sẽ giết không có tha đâu. Và nó đã đem rất là nhiều người lên núi đó giết, có những cái chết thương tâm xảy ra tại đó rồi. Thì bạn cũng hay lên chỗ đó chơi, và tới một cái lần người ta phát hiện được là ở đó có mìn ngầm á mọi người. Sau đó có báo chính quyền và chính quyền đào được cái đó xong lùng sục tiếp những cái bom mìn mà còn sót lại á, rất là nhiều nha, trên 10 quả có, rất là nhiều luôn. Mà may đó, cái đoạn núi đó hiếm khi người nào lên lắm, tại vì người ta đồn mà đó là có những cái chuyện tâm linh á, người ta mắc oan ở đó rất là nhiều. Lính ngụy nó giết không thương tiếc, nó còn hãm hiếp như người phụ nữ nữa, người ta cũng sợ, người ta không có lên đó. Sau khi chính quyền lùng sục được gần hết rồi đó, người ta mới đã tạo một cái vùng cấm và không cho người dân lại gần đó. Thì bạn có biết cái vùng đó, bạn có đi vào, bạn chỉ đi xung quanh thôi. Bạn phát hiện được là có những cái cây á, nó có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ nè, nó lạ lắm. Thì bạn có đục đục vào mấy cái lỗ đó mới phát hiện là trong chõng có vỏ đạn mọi người, vỏ đạn lục, vỏ đạn AK. Ông bạn có chỉ cho bạn cách phân biệt á. Ngoài ra ở trên đây còn có rất là nhiều bia mộ của anh hùng liệt sĩ, những người này là người ở vùng luôn và họ mắc ở đây người thân lên xin nhà nước là cho chôn cất ở vùng núi này. Thì cái hôm đó là buổi trưa, sau khi ăn trưa xong rồi là tầm 11, 12 giờ trưa gì, bạn quyết định là lên cái ngọn núi này tiếp tục là tìm những cái vật phẩm di tích. Thì bạn giống như một nhà khảo cổ học, bạn lên bạn phát hiện là có một cái cây mà hồi lúc giờ bạn đi ngang đó bạn không chú ý, cái cây này có rất là nhiều lỗ gấp đôi những cái cây thường luôn. Bạn thấy ôi nó lỗ mà nó sát 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 nhau luôn mọi người. Bạn mới lấy đồ đục, bạn đục cái cây nè, thì bạn không mang theo đồng hồ, không biết rõ lúc bạn đục là mấy giờ nữa, mà đụng hơi tự nhiên bạn say sẩm mặt mày và bạn nằm ở dưới gốc cây đó luôn. Có một cái người người ta lên viếng mộ vào cái khoảng thời gian đó đó, là tầm chiều hơn một xíu, người ta thấy bạn nằm ở đó, người ta mới đưa bạn xuống núi thì người tìm người nhà rồi đưa bạn về. Thì khi bạn tỉnh dậy là đang ở trong nhà rồi, và mọi người mới xúm lại hỏi bạn vì sao mà lên đó. Bạn á, thì mệt quá giống như là bị say nắng quá gì đó, bạn không trả lời, bạn nằm ngủ tiếp luôn. Thì tối hôm đó bạn ngủ, bạn mơ có một người phụ nữ đến báo mộng cho bạn. Chính xác không phải là phụ nữ đâu, bạn thấy người này giống là chị hơn, chắc trẻ hơn bạn tầm 3-4 tuổi thôi.
Thì cái chị này mặc đồ hồi xưa mọi người, đồ của cách mạng á, có chàng một cái khăn rằn nữa. Tự nhiên cái khúc này mình sợ cái chân da gà luôn mọi người. Rồi chị này nói với bạn là gốc cây hôm sáng mà em đục lỗ, đó là nơi chị bị địch sử bắn, nó chói chị làm chị thành bia mổ sống, sau đó nó chôn chị dưới gốc cây đó. Chị nhớ gia đình lắm, chị muốn gặp gia đình. Em dạy bảo bà em, chị là Lê Thị Kim Huyền, du kích cách mạng xã. Cái bạn giật mình tỉnh giấc, lúc bạn giật mình tỉnh giấc là rạng sáng rồi, thì bạn gán đi, bạn ngủ một lần nữa cho đến sáng á, bạn tính chạy ra và tìm bà bạn để nói cho bà bạn nghe, thì bạn mới sực nhớ ra bà bạn đã cho bạn biết là bà bạn có một cái cuốn, và cuốn này ghi lại tất cả những anh hùng mà hồi xưa mất tích đó mọi người, chết không rõ lý do. Bạn mới lật và tìm cái tên Lê Thị Kim Huyền. Thì khi bạn lật thì bạn thấy nha, có một người tên là Lê Thị Kim Huyền, là tình báo viên hy sinh không rõ khi nào. Lúc đó còn rất là trẻ mọi người, mới mười mấy tuổi thôi. Bạn xác định là có thật rồi, bạn mới chạy ra tìm bà bạn và kể cho bà bạn nghe. Lúc đầu bà bạn tỏ ra nghi ngờ và không tin bạn. Bạn mới đưa hai cái viên đạn bạn đục từ cái cây đó đó cho bà xem. Rồi bà thấy là cái này liên quan tới anh hùng liệt sĩ á, thì bà mới đi nói cho những cái người mà ở bộ anh hùng liệt sĩ, xong rồi những cái người đó là chuyên gia đi đào cốt luôn. Rồi bạn dẫn những người này lên cái gốc cây đó. Rồi lúc đầu họ hỏi là con chắc chắn là cái cây này, còn chắc chắn là ở dưới đó phải không? Thì bạn nói là con chắc chắn. Cái mắt bạn kiểu như là rực sáng luôn á. Xong rồi người ta mới đào cái ở dưới gốc cây đó lên, phát hiện nha, một thi hài của người con gái nguyên vẹn luôn, nhưng mà 1/3 xương ở đó bị mục rồi mọi người, theo thời gian á. Rồi người ta lấy lên xong đúng không, người ta đem về người ta giám định. Rồi một tuần sau bạn nghe bà bạn kể là đã giám định chính xác cái người đó là Lê Thị Kim Huyền, nữ tình báo viên đang làm nhiệm vụ á, thì mất liên lạc với cái trong đảng á, thì chính xác là bị địch bắn và sự bắt rồi, không biết tại sao nó phát hiện được nữa. Thì cũng là người trong thôn của bạn luôn á, tại vì người ta phải lấy cái xương nó về, người ta tìm cái gia đình của anh hùng liệt sĩ, người ta xét nghiệm ADN thì chính xác. Bạn thấy là bạn giúp được rồi, bạn cũng vui lắm. Thì tối hôm đó bạn mơ chị lại xuất hiện nữa, trẻ lắm mọi người, bạn thấy ngưỡng mộ lắm thật sự luôn. Rồi chị đó nói là biết vì sao mà cái lúc em đang đục cây đó đó thì em bị xỉu hay không. Bạn không trả lời, bạn đứng trước chị đó thôi. Chị đó mới nói là sau lúc này mình thuật lại cái câu thoại này, cái mình sởn chân da gà luôn mọi người, giống như mình ngưỡng mộ những người này lắm gì á. Chị đó nói rằng á, là cái lúc bạn đục xong á, bạn tính quay đi đúng không, cái hướng bạn đi á, tầm 3 bước là sẽ có mìn. Chị này sợ bạn bước xuống đó bạn sẽ bị nổ nên chị cho bạn xỉu, và chị khiến cái người kia đi thăm mộ, đổi cái hướng rẽ, hồi xưa là người ta đi đường khác, giờ cái người đó chị dẫn đi cái đường này, phát hiện bạn xỉu mới đưa bạn về. Chị đó cảm ơn bạn đã giúp chị đó về với gia đình. Thì khi bạn tỉnh dậy á, là sáng rồi, bạn lại kể cho bà bạn nghe cái chuyện tối bà bạn mơ. Rồi bà bạn lại nói với những người trong bộ công binh liệt sĩ á, người ta lại xuống rồi rà soát cái bom mìn. Thật sự thật sự là có cái bom đó luôn, mà không phải là bom dừa đâu, mà bom to nữa. Rồi nói là may là có chị đó báo á, không thôi là lỡ lần sau bạn lên rồi bạn bước ngay cái đó là thôi toi mạng luôn rồi. Câu chuyện này thật sự là không có kinh dị gì đúng không mọi người, nhưng mà mình nghe mình thấy nó ngưỡng mộ sao á. Thì cái chị này mất lúc có mười mấy tuổi à, có khi còn nhỏ hơn mình nữa đó. Thấy người ta hy sinh hồi xưa không, cha ông người ta bỏ mạng luôn vì mình, mà giờ có những cái thế hệ đâu là toàn là tô xích rồi đi lấy hình bác Hồ rồi vẽ tùm lum nữa chứ, không hiểu làm sao luôn á. Giờ thì qua câu chuyện thứ tư thôi, nhưng mà mình thấy câu chuyện này thật sự rất là ý nghĩa đúng không. Câu chuyện thứ tư này là của Vũ Khang gửi về cho mình. Câu chuyện của bạn này nó sao ta, các bạn tự cảm nhận nha. Thì bạn kể là hồi nhỏ đã có một ký ức rất là đẹp, mẹ và bạn hay đi ra tạp hóa cùng với nhau mỗi chiều luôn, mẹ sẽ dẫn ra đó. Thì nhà bạn cách tạp hóa tầm 100 đến 150 mét, mà mỗi lần mẹ dẫn đi tầm 6 giờ 6 rưỡi đi, trời mà tắt nắng hay là tối hù á, bạn thấy có những cái sinh vật kỳ lạ lắm, có hai tay hai chân rõ ràng luôn mà nhỏ xíu thôi bằng cái cầm tay của mình à, hoặc là có bằng thân người mình luôn, không có cánh mà bay được, mà bay lơ lửng trên cái nóc nhà luôn. Có đợt nhìn bạn còn ha ha nữa, bạn nói với mẹ, mẹ kêu là chim sẻ tới con đừng có lưu tâm. Có đợt nói thì mẹ nói mẹ có thấy cái gì đâu, bạn rõ ràng nha, lúc mẹ nói không thấy gì, bạn đứng bạn thấy họ còn đang bay nữa và kiểu nhìn cận bỡn cợt với bạn nữa, mà bạn chỉ thấy duy nhất là khi họ bay trên nhà bạn thôi, lúc là đi tạp hóa về xong á mới thấy nha. Thì có một cái lần là nhà bạn có mọc một cái cây gì á, bạn hỏi mẹ thì mẹ nói đó là cây bồ đề đó con. Thì bạn thấy cây bồ đề thường liên quan đến Phật pháp. Rồi sau đó vài năm á, cây bồ đề nó to dần và nó
che hết nửa nhà bạn luôn, nó che được nửa cái nhà luôn đó, là bạn không còn thấy những cái người mà bay trên nóc nhà nhà bạn nữa. Gần đây nè, là bạn có mơ một giấc mơ, thì trong giấc mơ đó có một người đàn ông đang kéo lưới cá ở dưới biển, xong người đàn ông nó vẫy tay kêu bạn là lại đây nè kéo giúp đi, bạn chạy lại bạn giúp nha. Bạn đang kéo với người đàn ông này thì tay bạn nó bị dướng vào lưới, các bạn thấy đau quá bạn giật mình là bạn tỉnh giấc. Lúc đó là khuya rồi, thì bạn tỉnh giấc ngay cái lúc mà bạn gần mé giường luôn á, bạn giật mình sau cái bạn té, bạn đập cái mặt á xuống cái nền đất, xong rồi á bạn mới leo lên nằm lại. Thì bạn nằm ở giường cảm giác như cái miệng mình nó bị sưng, nó bị nhức á, nó cứ bực 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 như là nó đau lắm. Bạn mới ngồi dậy thì bạn thấy trong miệng bạn có một cái vật gì đó, bạn chạy ra toilet á, bạn mới hả họng để nhổ ra thì cái răng của bạn và máu máu rất là nhiều, nó đập rồi gãy ở đây luôn. Cái bạn sợ quá, bạn cứ súc miệng lẹ rồi cho nó đỡ đau á, bạn vô bạn ngủ. Sáng hôm sau có kể cho mẹ thì đột nhiên mẹ nói một câu là bạn sởn chân gai ốc luôn, mẹ sợ là gia đình mình sẽ có người mất. Chuyện bạn sợ, bạn nghe câu đó xong tim bạn đập cứ bình bịch bình bịch bình bịch, cảm giác nó khó chịu lắm kìa. Thì 3 tháng sau á, ba bạn mất, mặc dù ba bạn rất là khỏe mạnh nha. Là bạn nói tự nhiên ba khỏe mạnh gì á, bạn gặp giấc mơ đó xong và ba bạn mất, giống như đó là một cái điềm báo gì đó. Bạn còn nói thêm là từ nhỏ đến lớn là bạn chưa bao giờ gặp ma nha, trừ cái trường hợp bạn gặp những cái người bay trước nhà bạn thôi, nhưng mà nhà bạn gặp cái chuyện gì á là sẽ có điềm báo, bạn sẽ nhận định được ngay. Trừ cái vụ mà ba bạn mất, bạn không biết lý do, tự nhiên cái bị gãy răng và bị thấy người kéo cá rồi tự nhiên ba bạn mất. Bạn nói là bạn còn thấy những cái hiện tượng siêu nhiên khác nữa, bạn kể thì không ai tin hết. Thì nếu mà mình tin á, mình kể câu chuyện này ra và những cái bạn tin là những gì bạn nói là thật á, bạn nó sẽ gửi những câu chuyện tiếp theo cho mình. Bạn này nói là bạn đã luôn theo dõi chuyện của mình, các bạn có ủng hộ bạn không? Nếu ủng hộ các bạn comment phía dưới đi, bạn đó vào thấy được á, bạn nó sẽ gửi những câu chuyện bạn nó thấy nó kỳ diệu á cho mình sẽ kể cho các bạn nghe. Câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay là của bạn U gửi về cho mình, bạn xin giấu tên. Câu chuyện này gây ám ảnh cho bạn, bây giờ bạn bước ra cái nhà sau đó là bạn sợ, bạn sẽ mở hết đèn luôn, không có giống như lúc trước là bạn tắt đèn đâu. Thì bạn nói là cái hôm đó là tầm 7 giờ mấy gần 8 giờ tối, em ở trong phòng đói bụng quá đi mới xuống nhà sau để kiếm đồ ăn, cái tủ lạnh nhà em là nhiều đồ ăn lắm. Cái bạn đi một mạch ra nhà sau không mở đèn nha, thì thường rồi mở tủ lạnh ra nó có đèn rồi mắc gì sợ đúng không. Nhà sau bạn có một cửa sau đi ra cái sân á, thì cái sân này là dùng để rửa chén hoặc là đi thẳng ra cái vườn luôn. Và nhà sau này nó có cái hiên cũng dài á, đặt mắc cái võng để chiều ngồi đây đúng mát luôn á. Thì hôm đó không hiểu sao á, cửa sau nó mở và chỗ tủ lạnh của bạn đặt, bạn đứng lấy đi, mở ra đóng vô là bạn nhìn đối diện ra cửa sổ luôn. Cái bạn lấy đồ ăn xong, bạn đứng, bạn nhâm nhi á, đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn ra phía cửa sổ, đối diện cái cột thì thấy người con gái đang nhìn bạn mọi người, mặc đồ trắng, mà cái môi của người này á, nó đỏ lắm, nhưng bạn cố nhìn được những cái phần trên thì nhìn không được nha, nó giống như bị cận á, nó mờ 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 mờ. Người này mặc đồ trắng gọn gàng luôn á, và trên áo người này là cái cũ kỹ lắm rồi, trên miệng nhiễu cái gì mà đỏ đỏ với cái áo nữa. Bạn mới sợ, theo quán tính là bạn sẽ hét lên, tóc người này á thì ngang cái eo luôn, nhưng mà bạn hét ra không được. Thì đột nhiên cái tay của bạn nó tự bịt miệng bạn mọi người, tự bịt miệng bạn hoảng luôn á. Rồi lúc này nha, xương sống của bạn nó lạnh hết rồi, bạn quyết định là sẽ ngồi xuống, tại vì lúc này muốn la mà la không được. Bạn ngồi xuống, bạn ngồi nè tầm 10 giây á, bạn bình tĩnh lại, bạn nghĩ là chắc đi rồi, chắc đi rồi, bạn niệm nha, niệm Phật. Khi bạn đứng lên, cái người đó sát cửa sổ luôn nhìn bạn. Lúc này bạn mới hoảng, bạn lùi lại vài bước, bạn ngồi phịch xuống luôn. Bạn ngồi tầm 5-10 phút á, bạn cứ nhắm mắt lại thôi, không dám mở mắt luôn. Thì bạn muốn la lên mà la không được nha mọi người. Tay bạn á, lúc này nó đã gỡ xuống rồi, nhưng mà cứ bị cứng cái họng á. Nhà chỉ có ba người thôi, ba mẹ và bạn. Ba mẹ thì trên lầu á, trên phòng á. Thì lúc này bạn mới đứng lên một lần nữa xem có ai không. Thì lúc đứng lên không thấy nữa, bạn mới chạy một mạch lên phòng luôn. Bạn không có mở đèn sau, không ở đèn sau thì ánh trăng không, nó cũng sáng nữa. Bạn chạy lên, bạn muốn kể cho ba mẹ nghe thì giống như có gì đó nó giữ chân bạn lại vậy đó. Thì bạn thôi 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 ở trong phòng luôn, ở trong phòng luôn, sáng mai sẽ kể. Sáng hôm sau bạn có ra kể cho ba mẹ thì ba mẹ nói với bạn một câu là có lẽ con mơ thôi, hoặc là con nhìn lầm thôi, chứ làm gì nhà mình có. Bạn mới cãi lại bằng cãi găng cái cổ lên cho ba mẹ luôn á, và ba mẹ không tin là không tin. Thì bạn nói là ba mẹ không tin cũng không cúng kiến gì luôn, em vẫn sợ gặp người con gái đó. Nhưng mà được, tuyệt nhiên người con gái đó không có cái chân nha chị, em không thấy cái chân.
May là không cho bạn thấy được mặt á, chỉ cho bạn thấy được cái hàm răng, mà hàm răng gì đâu mà nó trắng thì trắng thiệt đó, nó như là xài kem đánh răng mà để tẩy trắng răng vậy á, nhưng mà nó màu đỏ tại vì có cái nước màu đỏ chảy xuống, có thể từ từ làm máu đó mọi người. Nhưng mà người con gái thì chờ bạn cho thấy lúc gần lúc xa cái rồi biến mất tiêu luôn, có thể là không vào nhà được tại vì chỉ cho bạn thấy ở ngoài cửa sổ thôi. Bạn nói là giờ bạn sợ khi bước ra đó lắm, mỗi lần bước ra đó là bạn sẽ sợ, cảm giác nó lạ lạ lắm, nó sợ trên cái óc luôn. Thì bạn chỉ ở nhà trước thường xuyên thôi, may là cái toilet xây trong phòng á, chứ xây ngoài đó chắc bạn nghỉ tắm luôn á, nghe đáng sợ ha. Có những cái bạn á, nhiều lúc buổi tối mình nằm nha, mình suy nghĩ là chết mình mà gặp những người đó chứ mình xỉu quá. Những cái bạn này gặp rồi mà còn bình tĩnh giải quyết như vậy, mình gặp mà mình kể nữa chứ, ủa có thôi, có mình khi mình nhập viện mấy ngày mà mình không kể chuyện cho các bạn được luôn á. Thật sự mình rất là sợ, nên nói các bạn không tin chứ mình có hai cọng chuỗi, một cọng là Thịnh lúc Tết, một cọng là được bạn tặng Thịnh ở chùa ông, thì mình luôn mang theo nha. Đi đường xa có khi thì buổi đêm là mình niệm Phật đa số là suốt cái đường đi luôn á, mỗi lần mình đang chạy bình thường mà mình sởn với ốc một cái là mình bắt đầu niệm rồi đó. Thì đó, các bạn đừng có tưởng mình cây chuyện ma mà gan nha, mình nhát gan lắm, đừng. Ok, cuối cùng thực hiện xong là hứa cái năm câu chuyện tâm linh cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha, có thể xem thêm tại TikTok của mình đó. Câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay thật sự rất là ý nghĩa, các bạn thấy vậy không? Bye bye.